Xin chào, mình đang pha nước sốt để làm món gà xì dầu cho bữa cơm tối nay. Gà xì dầu là một món ăn truyền thống của người Quảng Đông rất nổi tiếng trong văn hóa ẩm thực Trung Hoa. Các bạn thường thấy ở Chinatown, các nhà hàng đều treo đầy các chú gà xì dầu béo tròn, có màu nâu óng ả, nhìn rất là hấp dẫn ở trong các ô cửa sổ bằng kính lớn á. Không hề khó để làm món gà xì dầu ngon tại nhà đâu, cùng làm với mình nhé. Con gà mình chuẩn bị ở đây nặng khoảng 1 kg hơn. Mình chặt gà ra làm hai cho dễ ướp và cũng là để cho nó vừa với lại cả cái nồi nhà mình. Mình đã pha sẵn nước ướp gà gồm có 3 tablespoon dầu hào, 6 tablespoon nước tương, 4 tablespoon dầu mè, 2 tablespoon rượu mirin và 2 tablespoon đường. Ngoáy đều nước ướp để cho đường nó tan ra rồi dội lên trên con gà. Mình sẽ lật tới lật lui á, cho thấm đều các mặt rồi để đó ướp chừng 15 đến 30 phút nhé. Mình thích ướp gà bằng rượu mirin để chút nữa món ăn có được cái màu bóng đẹp hơn á. Nhưng mà nếu mà các bạn không có sẵn rượu mirin thì cũng có thể thay thế bằng các cái loại rượu nấu ăn khác cũng được nhé. Mùi vị cũng không thay đổi nhiều lắm đâu. Cho một chút dầu ăn vào trong chảo nóng rồi phi thơm hành tím, tỏi băm cùng với lại cả gừng thái chỉ. Khi gừng, hành, tỏi đã được phi thơm vàng, mình gạt gọn sang một cạnh chảo rồi cho gà vào. Để mặt da gà xuống trước, cho da gà áp chảo hơi xém căng ra. Lúc này mình vẫn giữ lửa to nhé. Sau khi áp chảo da gà khoảng 3 phút thì mình sẽ lật đảo mặt gà rồi cho hết phần nước ướp vào trong chảo. Khi nước sốt xì dầu trong chảo sôi lên hơi keo keo lại á, mình sẽ cho một cốc nước sốt gà vào rồi đậy nắp, hạ lửa thấp xuống cho gà nó chín từ từ. Thỉnh thoảng mình sẽ mở nắp để lật trở mặt thịt gà và dưới nước sốt lên đều các mặt. Cái chảo này giữ nhiệt tốt cho nên chỉ cần khoảng 10 đến 12 phút là gà đã chín. Các bạn canh thời gian nấu theo nồi và tùy lửa của từng bếp nhé. Thường thì khoảng 15 đến 20 phút là gà đã chín rồi.
mình lấy gà ra đĩa trước, còn nước sốt thì sẽ đun sôi thêm một lúc nữa cho nó đặc hơn, rồi thả hành lá đã chẻ mỏng vào làm nước chấm. Để gà thật nguội rồi hãy chặt nhé. Món này mình thấy ngon nhất là ăn với cơm trắng, thêm một chút rau cải luộc nữa là đúng điệu cơm gà xì dầu tàu rồi đó. Hoặc là có thể ăn cùng với lại cả mì, thêm một bát nước súp ở bên cạnh nữa thì ngon tuyệt. Mấy tháng nay nhà hàng ở chỗ mình bị hạn chế nhiều vì giãn cách, nhiều khi thèm đồ ăn của nước nọ nước kia cho nên là mình cứ hay phải lọ mọ. Hôm nay mình nấu một bàn ăn toàn là các món ăn của tàu, mời mọi người nhé.